Linh ơi, có nhà không? Mở cửa cho Nhân với nè. Trời ơi, nhà có bao giờ mở đâu mà khóa. Ủa là sao? Ủa Linh ở nhà với ai mà không đóng cửa? Ở nhà mình mẹ mất rồi, ba đi làm chưa về đâu. Mẹ mất rồi hả? Em xin lỗi nha. Nhưng mà để cửa đó, lâu lâu mẹ về thăm. Hả? Trời sợ quá. Ê, nhưng mà chừng nào ba về? À, không biết nữa, chắc ba chưa về đâu. Thôi ngồi chơi đại đi, chờ Linh xíu nha. Linh vô Linh lột cái. Linh lộn gì? Không, Linh Linh lột gói trà pha cho Nhân uống. Ủa Nhân ơi, Linh hỏi thiệt nè, bao nhiêu vậy? Cái gì? Bao nhiêu? Của Nhân chắc chừng 20. Vậy? À không, ý Nhân nói là cái tuổi của Nhân á, tuổi Nhân là 20. Không phải, bao nhiêu muỗng đường nè? Ồ, đường á, trời nãy giờ nghĩ bậy quá. Đường thì chắc Nhân khỏi cần uống đường đi, tại vì Linh đủ ngọt rồi. Quỷ sứ à, vậy thôi khỏi bỏ đường nha. Nè, của Nhân đó. Cảm ơn Linh. À, sao vậy? Bị giật bẻ hả? Không bị giật bẻ gì đâu, đó gì đâu, không Nhân ổn. Tại tại biết sao lần đầu hẹn hò qua tới nhà Linh á, Nhân run. Quỷ sứ à. Cha xin cái tay đi. Ủa, cái ghế nhà Linh nhúng đảo quá. À, lúc trước mẹ của Linh cũng ngồi y chang chỗ này luôn nè. Hả? Hay nhúng nhúng vậy đó. Hả? Ta bị nhồi máu cơ tim mất luôn rồi. Trời ơi, sâu luôn. Ủa, Linh lầy quá. Đâu có, Linh vậy là nhẹ đó. Ba của Linh còn lầy hơn nữa. Linh ơi! Dạ. Ba Linh vậy hả? Ừ, ba Sao về. Nãy Linh nói là buổi tối mới về? Thì có hứng là ba về vậy chết, á. Chết, chưa chết thôi chết. Linh ơi! Dạ. Ba vô đi, cửa đâu có khóa đâu. Đứng dậy đi. Cái con này. Dạ. Ba dặn bao nhiêu lần rồi làm. Ở nhà là phải đóng cái cửa nó vào mà sao không chịu đóng cửa là sao? Lâu lâu mẹ về mà. Mẹ đi lối cửa sổ mà. Nhưng mà nhà phải đóng cửa đó. Con biết rồi. Sao thằng này ở đâu đấy? Dạ con chào bác. Bác chào con, là bạn con hả? Dạ bạn. Đấy đấy, loại đấy tốt đấy. Cậu kia. Ai? Ngủ hả? Dạ đâu có ngủ đâu, tại con mệt quá, con ngủ đi, về nhà ngủ chứ tiệm tôi chuẩn bị nghỉ trưa rồi. Dạ dạ thôi bác bây giờ thôi bác bán cho con đi. À là tới đây mua hàng hả? Dạ dạ. Bây dạ. Giờ không mua tôi ngồi đi ngủ thằng này. Tại hồi nãy con thấy đông người quá con ngại. Cái gì đâu mà ngại, mày mua cái gì đâu mà ngại, mua cái gì? Bác ở đây mình có bán cái ấy không? Cái ấy là cái gì? Là cái ấy ấy á. Ấy mày là đây bán thuốc mà phải nói thuốc gì, cái ấy ấy là ấy cái gì? Bao cao su hả? Thấy nói nhỏ thôi con ngại. Ngại cái gì? Nhỏ thôi. Bác lấy cho mày cái loại bác thích nha. Đây bác chờ tí bác lấy. Đây có nhiều loại lắm. Đây, loại đặc biệt. Mùi thích lắm. À vậy hả? Ừ, nhưng loại này là mùi xả, mùi này cũng tốt. Đấy. Đây là cái loại này xem nào, bao nhiêu đây? Bác ở đây bác có bán nước muối sinh lý không bác? Nước muối sinh lý hả? Dạ, nước muối sinh lý. Đây. Nước muối sinh lý, đây. Rồi cái dạ. Nước muối sinh lý với lại cái bao cao su mùi xả. Vậy không, con đâu có lấy này đâu, con lấy này hồi nào. Con lấy này hả? Làm bác sai gì nên sai dạ, đâu có đâu. Chị ơi, chị, hình như là chị này đang vội với bác, có gì bác tính tiền cho chị này trước đi. Em mua cái gì đấy? Em mua cái này này. Mua hai cái này hả? 200 em. 200. Cảm ơn em nha. Dạ vậy bác cho con. Rồi cái này nè, cái này không lấy cái này đúng không? Dạ. Giờ con lấy cái này thôi. Con lấy cái này thôi bác. Thằng này giờ lấy cái này thôi đúng không? Dạ lấy cái này thôi. Cái này bao nhiêu? Chờ bác xíu nha. Dạ. Ủa mấy đứa? Cái mùi xả nó bao nhiêu đây? Bác ơi, bác sĩ. Bác ơi, ở đây bác có bán thuốc giảm cân không bác? Ở đây có bán nhân sâm không bác sĩ? Đây anh lại không có bán nhân sâm.
nhưng mà anh có giao lưu với hội nhân sâm. Có gì em để lại số điện thoại đi. Em canh số nha. Đó. Để anh gọi cái nhân sâm rồi có gì giao hàng đến tận nơi cho em nhá. Ok anh. Rồi cảm ơn em. Đi nha. Ừ. Quái nhân sâm. Bác. Bác. À, rồi lấy thuốc giảm cân đúng không? Dạ không, giờ con hết cần rồi. Dạ bác ơi, con hết cần thuốc giảm cân rồi. Con hết cần rồi. Đấy, bác mới nghe mày nói gì lấy thuốc giảm cân mà. Dạ không, bây giờ con cần có cái hộp này, hai cái này con không cần nữa. Hai lần rồi nha. Dạ không. Mày nhá tao hai lần rồi nha. Người ta nói là xong có khúc, người có lúc. Mà bây giờ cái lúc này là con chỉ cần cái này thôi, có hai cái này con không cần nữa. Bây giờ mua một thứ này đúng không? Dạ. Mày không mua ba thứ đúng không? Không mua ba thứ. Nếu mày không mua ba thứ, tao cầm hộp bao cao su này ra giữa đường tao la lên mày mua bao cao su đấy. Thôi bác, con xin phép, con xin phép, để con mua luôn ba thứ, con mua luôn ba thứ. Bác đừng nhá, con không sợ lắm. Ba thứ đúng không? Dạ ba thứ luôn. Lần sau mua hàng phải uy tín nha, nói cái gì là mua cái đấy. Vậy bác gói cho con ba cái này bác bao nhiêu tiền vậy bác? 300 ngàn. Hả? Bác ơi bác có bớt gì không? Mày thích bớt hay thích la? La đấy. Dạ thôi vậy con gửi tiền bác. Ơ dạ không bác cái này để con bỏ vô đây đi. Bác gói cho con hai cái này thôi. Để con bỏ riêng này vô đây. Này. Dạ con cảm ơn bác. Nhân. Nhân. Trời, thằng này dậy đi. Sao vậy? Hình như Nhân bị nhồi máu cơ tim giống mẹ Linh á. Khủng quá. Sợ. Ba bạn con. Dạ con chào bác, con là tên là Nhân. Dạ rất vui được gặp lại bác. Gặp lại hả? Ủa hai người gặp nhau rồi hả? Biết nhau hả ba? Ờ này là bạn hả? Dạ. Thế thì được, bạn bè hả? Hồi sáng nó tới nó mua. Ê không, bác ơi, bác đừng có nói nữa, con xin bác đừng nói. Bác nói nữa là Linh hiểu lầm là chết con luôn đó bác. Có cái gì hiểu lầm, bạn bè với nhau có gì đâu mà dạ, hiểu lầm. Dạ không phải bạn bè đâu bác. Dạ xin giới thiệu với bác, con đang quen Linh á. Dạ Linh là tình đầu của con á bác. Bác ơi, bác ơi, bác ổn không bác? Mày. Tình đưa ta yêu yêu hả? Dạ yêu. Không phải bạn bè hả? Dạ không. Tức ấy. Dạ chưa sai, dạ chưa có gì hết. Tụi con chưa có gì hết. Chắc không? Dạ chắc. Tình đầu đúng không? Dạ tình đầu. Mày có thật lòng không? Dạ con thật lòng với Linh lắm bác. Lại Linh là lần đầu của con. Ủa lộn, Linh là tình đầu của con. Con thật lòng với Linh lắm. Ngồi xuống. Tao cho mày ngồi chưa? Con thương Linh thật lòng quá bác ơi. Con hứa với bác là con không bao giờ mà làm gì mà có lỗi cho Linh, mà làm cho Linh buồn, Linh tổn thương đâu bác. Bác cho con quen Linh nha bác. Bác ơi bác. Mình nín. Bạn con khóc luôn rồi kìa. Bác cho con quen đi bác. Bác đồng ý. Con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác. Đó cái mặt nó thật lòng như này. Ba phải thử con ơi, phải thử. Tình đầu mà. Dạ. Nhưng cái chuyện mà ấy xả đấy, là phải suy nghĩ thật là kỹ. Bác chưa cho phép. Mới yêu, mới mối tình đầu là phải có một thời gian yêu nhau, tìm hiểu nhau thật là chín muồi, phải một có một cái đoạn đường dài ở bên nhau, hiểu không? Dạ. Chứ không thể nào mà xả sớm như vậy được. Dạ, dạ. Còn bác còn không hấp nhiều sớm. Dạ. Suy nghĩ kỹ. Dạ. Thôi được rồi. Hồi sáng á thì ba cũng có gặp nó rồi. Dạ. Thì thấy cậu cũng là một người rất là đàng hoàng. Dạ con đàng hoàng lắm bác. Cho con quen Linh hả bác? Biết tại sao mà bác đồng ý không? Dạ sao bác? Bởi vì là bác để ý kỹ lắm. Cái nét mà cái lúc mày vào chỗ bác á rất tế nhị. Dạ. Con tìm hiểu biết những phương pháp an toàn khi yêu như vậy là bác rất là thích. Dạ. Thôi bác ủng hộ. Ừ thế ngồi lên đi. Dạ cảm ơn bác. Ngồi nói chuyện với nhau đi. Bữa nay rồi lần đầu tới nhà bác. Dạ. Mày bác nấu chiêu đãi mày một món. Ơi món gì vậy bác? Nêu hấp xả.